Một bộ hồng như vậy thì bên cơ sở chúng tôi phân phối ra thì nó là lần này thì có thời gian rảnh thì chúng tôi thiết kế sẵn luôn cho anh em là cái dây mang này. Đó, anh em nhìn như thế này là chỉ về mang lên vai luôn là xong cho nó gọn nhẹ. Đó, mỗi bộ như thế này là nó sử dụng là cái loại là cước xe 4 màu đen nha, cước xe 4 màu đen. Đó, đan bằng tay, cước đan nè, cước đan. Đan 4. Lược bỏ đi cái chúng tôi không còn sử dụng cái khoen đồng nữa, mà lần này chúng tôi đan trực tiếp bằng cái dây này luôn để đảm bảo là nó không bị cái sơ xuất về xúc khoen hoặc đứt cái dây đó. Nó chỉ là như thế này là nó cực kỳ chắc chắn luôn đấy, cho nó đảm bảo chắc chắn cho anh em luôn đấy. Một bộ như thế này là 10 khung, là 10 cái khung, 10 cái khung bằng thép. Mỗi cái khung bằng thép thì có 5 cái vòng tròn trên đó. Đấy, 5 vòng tròn tiện hình cánh dâu cho anh em. Đấy. À, chúng tôi giao hàng toàn quốc ha. Anh em có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho shop phụ kiện đi rừng Thanh Tấn. Đấy. Đấy, liên hệ theo hai số này. Đây là làm việc từ 2 tới thứ bảy nha các anh em. À, chủ nhật có khi đôi khi mắc việc nhiều quá thì chủ nhật nghỉ. Đấy. Đó, giao hàng chúng tôi nhận giao hàng toàn quốc, hàng thì chúng tôi đang chuẩn bị rất nhiều, những cái trong kia là đang đóng gói chuẩn bị giao cho khách đấy, cho nên là anh em giao hàng toàn quốc nha, từ Bắc ra Nam, miền Trung, miền Tây, miền nào chúng tôi cũng nhận giao hàng hết đấy. Anh em chỉ cần cung cấp tên, địa chỉ, khi đó bưu điện họ sẽ giao cái hàng này đến tận tay cho các anh em. À, anh em kiểm hàng đúng hàng đấy, anh em trả tiền cho bưu điện là xong đấy, không nhận đặt cọc gì cả. Rồi, xin chào tất cả các anh em, chúc anh em một ngày vui vẻ.